Chiều 23 tháng 1 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm gia đình nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ trân trọng những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong không khí cả nước chuẩn bị đón xuân mới Đinh Dậu 2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm theo dõi và góp ý cho công tác mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.